Vâng, bất động sản niềm tin xin kính chào quý vị và các bạn. Những người nào mà hâm mộ về bất động sản thì hãy xem những cái video của mình. Trong thực tế thì mình làm chủ yếu là ở Phổ Yên, thành phố Phổ Yên là cái cốt lõi mà mình sinh sống và mình đang làm việc ở tại Phổ Yên. Cho nên là cái thị trường về bất động sản ở Phổ Yên mình sẽ chia sẻ cho quý vị nhiều hơn để cho quý vị nắm bắt được cái tình hình ở Phổ Yên nó phát triển như thế nào và có lên đầu tư bất động sản ở Phổ Yên hay không. Đối với Phổ Yên thì chắc hẳn là quý vị cũng đã nhiều người đầu tư vào đây rồi, thì mọi người cũng sẽ thấy được rằng là cái sự phát triển của Phổ Yên nó rất là mạnh, đúng không ạ? Từ một cái huyện Phổ Yên, sau đó là lên thị xã Phổ Yên, sau đó là lên thành phố Phổ Yên trong một thời gian rất ngắn, đúng không ạ? Một cái điều đặc biệt ở Phổ Yên đó chính là cái khu công nghiệp. Khu công nghiệp Yên Bình là một trong những khu công nghiệp phát triển cực mạnh về Phổ Yên. Một tập đoàn lớn của thế giới đã về đây và kéo theo rất nhiều các cái tập đoàn nhỏ đổ về với cái khu công nghiệp Yên Bình này, và kéo theo hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn công nhân, kỹ sư đấy, và các chuyên gia về đây để làm việc. Thế cho nên là đối với cái việc mà từ một cái khu đất trống, từ một cái khu đất ruộng, từ một cái quả đồi bây giờ trở thành một khu công nghiệp nó lộng lẫy như thế này, nó mang lại cho chúng ta được rất nhiều cái giá trị, đúng không ạ? Đường xá thì thuận lợi đấy, công nhân thì các nơi đổ về đây đấy. Và sự phát triển ở đây nó đem lại được cái nguồn thu không những là cho thành phố mà là cái nguồn thu này nó đem lại cho cả nước, đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái giá trị khi mà cái thị trường nó bị biến động thì nó tạo lên cho những cái giá trị về đầu tư về bất động sản. Không những là về bất động sản mà còn về hàng ăn, hàng may mặc, rất nhiều các cái hàng dân dụng khác được coi như thế là phát triển. Đấy. Thế thì chúng ta thấy được rằng là cái thị trường bất động sản cách đây vài năm trước thì ở đây đất nó rất là rẻ, 500 nghìn một mét vuông đất, rồi thì 600 nghìn một mét vuông đất, rồi thì 1 triệu một mét vuông đất. Và đến bây giờ thì nó không còn nằm ở cái ngưỡng đó nữa đấy, mà nó lên tới 2 triệu một mét, 5 triệu một mét, 10 triệu một mét và 450 triệu một mét. Đấy, trước đây không bao giờ có nói chuyện đến 450 triệu ở đây làm gì. Bởi vì 450 triệu ở đây là nó không có cái tiêu chí đó. Bởi vì là đất toàn đất ruộng với đất đồi thôi, mà đất người ta gọi là quỷ ho có gáy. Đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ thì nó lại là đất vàng đất ngọc. Đấy. Đấy là những cái mà tại sao cái thị trường ở Phổ Yên mà người ta đi đầu tư về bất động sản người ta lại hâm mộ đến vậy. Người ta lại thích thú đến vậy. Đúng không ạ? Bởi vì nó có cái lý do của nó. Khi người ta đầu tư cái lúc mà 500 nghìn, sau một vài năm nó lên tới 1 triệu, 2 triệu, sau tiếp một vài năm nó lên tới 5 triệu, 10 triệu. Và sau đó đến bây giờ, một số cái trọng điểm nó lên tới 450 triệu một mét. Thì quý vị thấy không ạ? Nó đã được x rất nhiều lần và một cái số tiền khổng lồ khi nó đẻ ra. Đúng không ạ? Nó đẻ ra một số tiền khổng lồ. Đây là cái khu vực ngày xưa bên trong nhà này này. Các cái tòa nhà, dãy nhà kia là tái định cư. Đấy. Rất là rẻ. Và sau này thì đấu giá ở cái khu vực đất trống này. Đấy. Đến bây giờ cái đấu giá của đất trống này bây giờ hiện tại bây giờ là những cái mặt này là trên 20 triệu, 30 triệu mét. Đấy. Các cái nhà máy này trước đây chưa có thì bây giờ anh em nhìn này. Nó mọc kín mít luôn, chỉ trong vòng 2-3 năm. 2 đến 3 năm mà nó mọc hết như thế này thì anh em biết là nó như thế nào. Năm 2021 là còn chưa có những cái này. Đấy. Năm 2022 bắt đầu mới xuất hiện. Và đến năm nay là năm 2024 thì các nhà máy đã vào hoạt động. Đấy. Đây là những cái thực tế rất rõ ràng. Đấy. Thế cho nên là lý do tại sao mà các nhà đầu tư về bất động sản người ta lại nhắm đến Phổ Yên người ta đầu tư. Tại sao người ta không nhắm đến các cái đơn vị khác người ta đầu tư mà tại sao người ta lại đổ về Phổ Yên nhiều đến như vậy? Thì đó là những cái giá trị khi mà các nhà đầu tư nhìn thấy miếng mồi ngon, nhìn thấy sự phát triển, nhìn thấy cái sự phát triển khi mà họ
đầu tư các cái mảnh đất mà họ thấy được rằng là lợi nhuận nó rất là lớn, rất là khủng, trong khi đó là cái vốn đầu tư rất là ít, đúng không ạ? Bởi vì lúc đầu tư rất là rẻ đấy, thì sau một thời gian rất ngắn thôi thì mang về một số tiền rất là lớn đấy. Cái thị trường ở Phổ Yên nó là như vậy. Anh em bảo bây giờ những cái trục đường đây này, cái mặt đường mình đang đi này, những cái mặt một này này, 36, 37, 38 triệu, 40 triệu. Những cái nhà như ở ngoài này là 45 triệu một mét. Đấy, nó không còn là cái đất 1 triệu, 2 triệu như trước nữa. Đấy, đấy là những cái rất là thực tế. Đấy, chỉ sau có mấy năm thôi. Đấy, cho nên là tại sao là các nhà đầu tư người ta lại đi tìm cái thị trường mở, thị trường phát triển từ những cái mầm móng mới cho đến là nó phát triển mạnh. Tại sao người ta lại loại bỏ những cái đơn vị già, những cái đơn vị cỗi, những cái đơn vị không còn tiềm năng nữa, mặc dù đất rất là đắt rồi nhưng người ta cũng không thèm đầu tư, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đây cũng là một trong những cái giá trị khi mà các nhà đầu tư đổ về Phổ Yên đầu tư. Cho nên là với bản thân mình thì mình cũng có một số các cái lô đất, bản thân mình cũng là người môi giới, người cũng là người đầu tư. Thế cho nên là mình cũng thấy được rằng là ở Phổ Yên thì nó có một cái thị trường mở rất là tốt. Và hiện nay thì Phổ Yên nó đang phát triển về công nghiệp, về du lịch rất là lớn. Đấy. Hiện nay bây giờ trong Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức, đấy, Đèo Nhe, đấy, khu vực trong đấy thì trước đây còn rừng mới rú thôi. Đấy. Đất rất là rẻ. Thế nhưng mà bây giờ anh em thử vào đây xem đất đó có rẻ không. Đất bây giờ rất là đắt. So với thị trường ngày xưa thì bây giờ nó gọi đắt, nhưng thực tế thì nó không phải là đắt. Bởi vì 1, 2 triệu một mét đối với bây giờ thì không phải là đắt, đúng không ạ? Đấy. Thị trường thì chúng ta phải nắm bắt được là nó đang đà phát triển, mà bây giờ thì bắt buộc nó phải lên rồi. Nhưng mọi người thấy nó lên là bảo nó đắt, nhưng đối với mình thì mình thấy là nó còn phải lên nữa. Đấy. Thế cho nên là cái việc mà anh em đầu tư, anh em cũng phải nghiên cứu về thị trường thì anh em sẽ thấy được cái giá trị của nó khi mà anh em đầu tư về bất động sản. Đấy. Một lần nữa thì mình cũng lại cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà quan tâm theo dõi những cái video của mình. Sau cái video này thì mình cũng sẽ mong muốn là chia sẻ cho anh em một số các cái lô đất để cho anh em tham khảo và anh em nhận biết được rằng là đất ở đây giá trị nó như thế nào.